Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ các bạn ơi. Nhưng mà các bạn ơi, hôm nay Nhân BB báo cho các bạn một cái tin không vui. Đó chính là cameraman V1 đã bị security toilet điều khiển rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy đầu của cameraman V1 này. Và đây này, mình thấy cái xét ở ngực của cameraman, tức là anh ấy đã bị security toilet điều khiển. Nên là chúng mình hôm nay đã cử người đầu đèn giao thông các bạn ạ, và chị TV Woman cộng với anh TV Man nữa đang đứng ở đây canh không cho Titan Camera Man bỏ trốn các bạn ơi. Thực tế ra anh ấy đang bị security toilet điều khiển, anh ấy bắt ra ngoài thành phố thì rất là nguy hiểm cho mọi người các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ơi, chưa hết đâu. Đây này, đây các bạn ơi, mình cho các bạn biết một bí mật này. Ngoài kia kìa, đây này, kia kìa các bạn ơi, security toilet G-Man được nâng cấp. Hôm nay thì Security Toilet G-Man được nâng cấp, cứ hắn dẫn thêm hai chiến binh của hắn nữa, toàn là những chiến binh mới thôi các bạn ơi. Ôi không, các bạn thấy chưa, bọn chúng này, những con Security Toilet mới nhất. Đây là tên G-Man được nâng cấp đeo kính này các bạn ơi. Tên này đã đấu với lại Titan Cameraman V2 đi các bạn ạ. Không biết hắn có mạnh không. Còn tên này là tên Security Toilet gì đây, đầu chọc. Nhưng mà tay của hắn lại có cái lưỡi cưa này các bạn ơi. Ui, đỉnh thật sự đấy các bạn ạ. Ây da, bây giờ chúng ta phải làm gì đây. Còn tên Security Toilet này là gì đây. Tên Security Toilet này là Security Toilet bán thịt nợn các bạn ơi. Hắn dùng cái vũ khí của hắn để bấm tất cả luôn, người camera tất cả luôn, bấm người đầu nó bấm hết mọi thứ luôn. Tên này có vẻ như hắn cũng mạnh và bản lĩnh đấy các bạn ơi. Hắn được nâng cấp rất là nhiều các bạn ạ. Ui, ở dưới đây của hắn có cả bánh xe này các bạn này. Thấy chưa, bánh xe đấy. Ui, ghê đó. Được rồi, cái tên G-Man này Mi chưa chết hả? Không ngờ Mi lại được nâng cấp trở nên mạnh như thế này. Các bạn nhìn đi, tên G-Man bây giờ nó có 3 khẩu gắn luôn các bạn ơi. Đây, wow, đỉnh thật sự đó. Hắn còn đeo kính nữa, tức là hắn không sợ TV Man hay là TV Woman đâu các bạn ơi. Mình đoán như vậy. Còn tên này mình không biết sức mạnh của hắn là như thế nào, nhưng mà mình biết là tên này cũng mạnh vì nó có hai cái cưa ở đây các bạn ơi. Thôi rồi các bạn nha, cái tên G-Man này Mi cứ đứng ở đây, đừng tưởng là Mi được nâng cấp mà chúng ta sợ Mi. Các bạn đang xem cái video này của Nhân BB, các bạn ấy sẽ ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo giúp ta và giúp tất cả các chiến binh TV Man, Cameraman, Titan nữa. Các Mi sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Mọi người đang xem cái video này ơi, các bạn đang xem, bây giờ các bạn hãy kéo xuống, ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo nha các bạn nha. Nhân BB bắt đầu đếm từ 1 đến 5 và tất cả các bạn đang xem hãy kéo xuống, ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh nha các bạn nha, để Nhân BB tìm chiến binh để tiêu diệt cái bọn Security Toilet này. Mình sẽ tìm Titan Cameraman V2 đến đánh cho bọn này tan tác luôn. Các bạn có đồng ý không? Mình sẽ đếm từ 1 đến 5 và các bạn ấn like, ấn đăng ký kênh giúp mình nha các bạn nha. Mình bắt đầu đếm với các bạn này. 1 2 3 4 5. Ok các bạn ơi, Nhân BB đếm xong rồi đấy. Mình cũng đã để cho các bạn thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh rồi. Cảm ơn tất cả các bạn nha đã ấn like, ấn đăng ký kênh giúp Nhân BB. Bây giờ mình sẽ đi tìm chiến binh các bạn ơi. Tìm Titan Cameraman V2. Đúng không anh em nhỉ? Anh Titan Cameraman V2 ơi, anh đang ở đâu? Chị TV Woman và anh TV Man, kể cả anh người đầu đèn giao thông nữa, hãy canh chừng camera V1 cẩn thận nha. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Titan Cameraman V2. Đây rồi. Wow, các bạn nhìn này, anh ấy ở đây. Hôm nay vũ khí của anh ấy đã được nâng cấp. Hay lắm anh ơi, hay lắm. Chúng tôi đã tìm được anh rồi. Yeah, các bạn ơi, chúng ta đã tìm được anh ấy rồi. Còn bên này thì sao? Camera Woman và TV Man V2 cũng được nâng cấp nên được rồi. Anh Titan Cameraman ơi, Nhân BB bảo với anh này, bây giờ chúng ta phải tiêu diệt Security Toilet, toàn những con Security Toilet mới thôi anh ạ. Bọn chúng ạ, nói chung là được nâng cấp
nhất là cái tên German nó được nâng cấp lên cực kỳ mạnh luôn. Nên là hôm nay anh phải cẩn thận đấy nha, không có là bị thua bọn chúng đây. Đừng đùa với tên German. Ây da, tôi rất sợ. Lần trước nó là đối với anh mà không biết là nó có sức mạnh gì, tôi chưa được nhìn thấy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ được xem sức mạnh của tên German được nâng cấp này các bạn ạ. Được rồi các bạn ơi, bây giờ nhân BB sẽ đưa tất cả các chiến binh ra ngoài đấy nha các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ đưa chị Camera Woman ra trước các bạn ơi. Đi thôi chị ơi, đi ra ngoài đây nào. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu đây nha. Các bạn sẽ ấn like, ấn đăng ký kênh ủng hộ chúng ta. Nên là chị không phải sợ đâu. Có cả nhân BB hỗ trợ mọi người nữa. Mọi người đừng lo. Ấy. Đầu tiên chị Camera Woman, chị sẽ đứng ở đây. Ok anh em nha. Chị Camera Woman đã được đưa ra, tiếp tục đưa tiết chiến binh ra thôi các bạn ơi. Ây da, lần này Titan Camera Man V2 đến đây thì chúng ta sẽ thắng chắc luôn các bạn ơi. Nào, bây giờ thì anh TV Man đây. Các bạn có nghe tiếng bước chân của anh không? Đó, rầm 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 rầm. Đấy các bạn thấy chưa? Wow, đỉnh thật sự anh ơi. Anh, tiếng bước chân của anh to quá luôn này. Đấy, Titan. Đấy, TV Man sẽ đứng ở đây. Còn mấy cái tên sả cơm đi tốt nét này, các mình có ngon cứ đứng ở đây chờ ta. Bây giờ nhân BB sẽ đi ra ngoài và đưa anh Titan Cameraman đấy. Mọi người ơi, các bạn hãy canh chừng Cameraman cẩn thận nha. Bây giờ thì nhân sẽ đưa Titan Cameraman V2 đến. Xem đây, ta đến rồi đây. À, tuổi dê đối với Titan Cameraman. Hay lắm. Ok các bạn ơi. Đấy, mình đã đưa các chiến binh đến rồi đây các bạn ạ. Wow, ngày hôm nay mình cần 3 chiến binh này để chiến đấu với lại 3 con sở cơ Britonet mới này nha các bạn nha. Mình để TV Man và TV Woman đứng canh Cameraman ở ngoài kia các bạn ạ. Ok các bạn nha. Thôi được rồi, không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta phải xem trận chiến này ngay thôi. Và các bạn ơi, trước khi xem trận chiến này, nếu mà bạn nào chưa ấn like thì các bạn hãy ấn like. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo nha, để ủng hộ chúng mình giành chiến thắng nha. Và các bạn ơi, nếu các bạn thích Titan Cameraman và TV Man, cả Camera Woman nữa thì các bạn hãy bình luận số 1 nha. Còn nếu mà các bạn nào thích Scurvy Tonet German mới được update thì các bạn hãy viết số 2 hoặc là viết Scurvy Tonet vào để cho nhân BB biết nha. Và đừng quên nhân BB sẽ thả tim và ấn like tất cả các bình luận của các bạn luôn. Nếu mà bình luận nào hay, nhân BB sẽ ghim lên đầu của tất cả các bình luận luôn nha các bạn nha. Ok ok. Thôi được rồi các bạn ơi, không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau xem trận chiến hay nhất thế giới này nha các bạn nha. Ok, Titan Camera cố lên. Các bạn sẽ ấn like giúp chúng ta. Các bạn đã bảo là sẽ giúp cái video này của chúng ta được 10.000 lượt like. Đấy, các bạn cố giúp chúng mình nha. À, được rồi. Bây giờ thì tất cả các bạn đang xem ấn like thì sẽ được thôi. Nào, trận đấu sẽ được bắt đầu ngay thôi anh em ơi. 1, 2, 3, xông lên, xông lên. Đây, Titan Cameraman đã phóng ra nguồn sức mạnh tấn công. Titan Cameraman đang đấu với tên Scurvy con đất đầu chọc này. Cố lên anh ơi, ở ngoài kia thì sao? Ui, các bạn nhìn này. Đây, TV Man và chiến binh này đang đấu với tên Scurvy con đất. Trời ơi, Titan Cameraman. Ai không, các bạn ơi. Titan Cameraman bị tiêu diệt rồi, cả TV Man nữa. Ôi không, trong khi đó tên Scurvy Tonet này thì sao? Hắn vẫn đứng nguyên ở đây. What the, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi không, còn chị Camera nữa. Cố lên chị ơi, cố lên chị ơi, cố lên chị ơi, tiêu diệt bọn chúng đi. Tên Scurvy Tonet nuôi cưa này mạnh quá. Ôi không. Các bạn thấy chưa, tên Scurvy Tonet nuôi cưa này hắn đã tiêu diệt được cả Titan TV Cameraman. Hay quá. Chị TV Woman, chị Camera Woman đã tiêu diệt được một tên rồi các bạn ạ. Tiếp tục nào, chị ơi cố lên, tiêu diệt nốt tên này đi. Không ngờ tên này này mạnh như thế các bạn ạ. Nào, cố lên nào chị ơi, đưa hắn ra đây, tiêu diệt nó. Cố lên nào, cố lên nào. Các bạn ơi, ấn like đi, không có bọn mình sẽ thua trận này mất. Ôi không. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Ui, hắn liên tục tấn công vào chị luôn các bạn ơi. Ui, ui, ui. Ghê 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 ghê. Hắn há mồm liên tục hắn tấn công. Các bạn ơi, what the, sao cái tên này mạnh vậy? Titan Cameraman V2 cũng bị hắn tiêu diệt. Hắn là ai?
Hắn là ai mà sao hắn mạnh thế? Thôi rồi, có giỏi My cứ đứng ở đây. Đứng ở đây đi, My ấy đứng ở đây. Bây giờ ta sẽ đưa chị cả TV Man Woman xuống tiêu diệt My. Anh TV Man ơi, anh có sao không? Anh có ổn không? Ui tên này hắn còn quay mặt đi nữa các bạn ơi. Hắn còn không thèm chiến đấu luôn các bạn à. Ảo thật sự luôn, anh TV Man anh ấy đang bị thương. Anh ơi, lại đi anh ơi. Ui anh ấy đang bị thương rất là nặng luôn. Người rất là nặng, nhân viên đang cố gắng đưa anh ấy dậy nhưng mà không được các bạn ạ. Được rồi không sao, đừng lo, anh cứ nằm đấy. Bây giờ nhân viên sẽ đưa các chiến binh mời đến. Ôi không, các bạn thấy chưa, nhân viên nói rồi mà chúng mạnh lắm. Trời ơi, chị TV Man ơi, chúng ta đã thua rồi. Trời ơi, anh TV Man ơi, chúng ta đã bị thua rồi. Titan Cameraman đã bị bọn chúng đánh bại rồi. Người đầu đèn giao thông ơi, bây giờ chúng ta phải trả thù cho Titan Cameraman. Chắc là lúc nãy vì một số bạn chưa ấn like, chưa ấn đăng ký kênh nên là chúng ta đã bị thua mất rồi. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tiêu diệt hết bọn Sucker Mini Toilet. Các bạn ơi, nếu mà các bạn đã xem tới lúc này rồi thì các bạn hãy ấn nút like và nút đăng ký kênh giúp chúng mình nha các bạn nha, để chúng mình có động lực giành chiến thắng cái bọn Sucker Mini Toilet kia. Được rồi, bây giờ nhân BB sẽ đưa các chiến binh ra, đưa chiến binh ra nào. Bây giờ mình sẽ đưa chị Camera TV Man Woman đến trước các bạn ơi. Nào, mình cứ gáy đi, có giỏi thì mi một mình mi có đấu được ba chiến binh của chúng ta không? Chị Camera TV Man Woman cứ đứng ở đó nha. Bây giờ mình sẽ đưa anh TV Man ra các bạn ơi. Đưa TV Man ra các bạn ơi. Đấy, chờ mình tí các bạn nha. Cố lên. Trận này chúng ta sẽ đánh thắng được. Cố lên nào các bạn ơi. Mọi người giúp cái video này của mình được 10.000 lượt like nha, để bọn mình có thể giành chiến thắng. Cố lên nào. Bây giờ mình sẽ đi người đầu đèn giao thông ra đây các bạn ạ. Còn mấy người đầu đèn giao thông này vẫn đứng ở đây để canh camera V1 các bạn nha. Ok anh em, đưa nào, đưa chiến binh này ra nào. Ôi không, chúng ta bây giờ chỉ còn 3 chiến binh thôi. Nhưng mà lần này 3 chiến binh của chúng ta sẽ đấu với lại một tên Sucker Mini Toilet thôi các bạn ạ. Ok, hy vọng là bọn mình sẽ giành được chiến thắng trong ván này nha các bạn nha. Ok, cố lên nào anh em. 1, 2, 3, trận đấu bắt đầu. Tấn công. Nó đang bị đốt cháy cho anh em kìa. Hay lắm, cố lên, cố tên. Mình tin là tên này không thể sống được đâu các bạn ạ. Cố lên, ui, người đầu đèn giao thông đã bị tiêu diệt rồi. Người đầu đèn giao thông đã bị tiêu diệt rồi. Ui, trời ơi. Đi ra đây, có giỏi mình đi ra đây, mình đấu với mọi người nè. Mình đưa hắn ra cái chỗ này các bạn ơi, để cho chị Camera Woman. Ôi, ôi, chiến binh rồi. Trời ơi, sao chiến binh lại đứng ở đây? Ra chiến đấu với nó đi, đưa hắn ra chỗ vắng, đưa hắn ra chỗ thoáng để chiến đấu. Đây, TV Man đây, tuổi dê đấu với anh ấy. Tiếp tục đưa chị TV Man nữa, phun nửa đó. Ui giời ơi, hai anh chị này cùng xong kiếm hợp bích thì nó tuổi dê anh em. Nó đang bị không cử động được các bạn ơi. À, bây giờ hắn đã cử động lại được rồi. Ui, cố lên, đốt cháy nó đi, đốt cháy nó đi. Ui, ghê đấy ạ. Tên này mạnh thật sự luôn các bạn à. Ui không, TV Man. Ôi, anh TV Man đã bị thương rồi, còn tí TV Woman nữa. Cố lên chị ơi, cố lên, chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng, một đấu một. Ôi không, cố lên, bây giờ chỉ còn hy vọng vào chị TV Woman thôi các bạn ơi. Ôi không, xin các bạn ấy ấn like giúp mình. Ôi, cố lên chị ơi. Sao tên này mạnh thế nhỉ? Chết đi. Thiêu cháy nó đi chị ơi. Thiêu cháy nó đi. Đúng rồi, thiêu cháy nó nào chị ơi. Ui, sao cái tên này trâu bò như vậy các bạn ơi. Ui, không ngờ cái tên Sucker Mini Toilet hơi cơn này nó lại bá đạo đến thế. Còn tên G-Man này hắn không chém chiến đâu nữa các bạn ơi. Ôi không, chị TV Woman ơi, cố lên, tiêu diệt nó nào. Ôi, có biết trận đấu này ai sẽ là người giành chiến thắng đây các bạn ơi. Lại đốt cháy nó thêm một lần nữa rồi. Ôi, hồi hộp quá các bạn ơi, không biết ai là người giành chiến thắng đây. Ui, cố lên. Ôi không, what the, chị TV Woman, không ngờ chị cũng phải bị thua tên Sucker Mini Toilet đó. Ôi không, anh TV Man. Ok các bạn ơi, không ổn rồi, ngày hôm nay
bọn mình đã thua tên sờ cơ Britonet này rồi các bạn ạ. Mình không ngờ hắn lại mạnh như thế luôn các bạn ơi. Mình hy vọng là trong cái video này các bạn hãy ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh giúp Nhân BB, giúp cái video này của mình được 10.000 lượt like và 10.000 lượt đăng ký các bạn ạ. Đấy, để video ngày mai bọn mình có thể tìm cách tiêu diệt được con sờ cơ Britonet này nha các bạn nha. Còn bây giờ chắc có lẽ là mình phải đi thôi. Bây giờ camera man kia vẫn đang bị sờ cơ Britonet điều khiển. Bọn mình chưa cách nào để giải cứu được camera V1 các bạn ơi. Hy vọng anh ấy có thể giúp mình tiêu diệt được tên sờ cơ Britonet kia. Mọi người ơi, hãy ấn nút đăng ký kênh, nhớ vào chuông thông báo, ấn like để khi nào Nhân BB có video mới các bạn có thể xem được luôn nha, để theo dõi Nhân BB nha. Bây giờ mình xin hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB. Ok, nhớ đăng ký kênh, nhớ chuông thông báo nha các bạn ơi.